Rồi, ok, chào mừng cô chú bác anh chị em đã quay trở lại với kênh Hưng Xe Điện, một kênh chuyên dành cho người tiêu dùng xe điện tầng 5. Sorry cô chú bác anh chị em vì mình vừa nói mà vừa đi kiếm cái remote TV để làm gì, để tắt cái tiếng nhạc rồi đi, nó không bị bản quyền đó các bạn. Đó, có chút xíu nhạc vậy thôi là nó đánh bản quyền rồi đó, mặc dù mình không hề muốn có tiếng nhạc này trong clip của mình nha. Ok, lại là Khánh Hưng đây và chào mừng cô chú bác anh chị em đã quay trở lại với kênh Hưng Xe Điện ha. Đây là một cái góc nhìn cũng khá nhàm chán trên kênh của Hưng Xe Điện ha. Chỉ có mỗi cái mặt ông Hưng và phía sau là một số thứ tâm hình gì đó ha. Ok, nhưng mà góc nhìn tuy nhàm chán nhưng mà nội dung kiến thức xe điện mang lại không hề nhàm chán chút nào của chú bác anh chị em ha. Và Hưng xin giới thiệu, Hưng đến từ group Facebook người dùng xe điện Việt Nam, cũng là nhà đồng sáng lập Rolab, trung tâm nâng cấp và nghiên cứu phân phối xe điện chính hãng chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong video clip ngày hôm nay cũng nhờ một bạn coi kênh YouTube Hưng Xe Điện có góp ý là bạn hãy làm so sánh giữa VinFast, hãng VinFast và hãng Gia-Đia đi. Hết đùng. Cái này là hơi bị gọi là gì ta? Vĩ mô luôn nha. Tầm nó hơi cái vĩ mô chút xíu. Cho nên là nếu mà để so sánh cái này thì thực sự không có thể ai mà có thể nói là so sánh chính xác được, ngay cả bản thân Hưng là ngoài tầm của Hưng. Nhưng mà ít nhất thì trong video clip ngày hôm nay cô chú bác chị em sẽ không phí 5 đến 10 phút xem clip của mình đâu, bởi vì Hưng sẽ chia sẻ thực tế về cái gọi là cảm nhận của Hưng, cảm nhận của một người thợ, cũng một người phân phối xe về cái dòng xe Gia-Đia này chính hãng, những cái điểm lợi và cái điểm điểm yếu và điểm mạnh của từng hãng Hưng phân tích ra, và Hưng sẽ chốt lại cuối cùng là hãng nào sẽ là một cái hãng mạnh về xe điện tại Việt Nam giữa Gia-Đia và VinFast sau này nha. Đây là video rất thú vị, cô chú bác anh chị em hãy nhấn like và tiếp tục xem nữa nha, đừng rời khỏi màn hình. Còn bây giờ let's go. Wow. Rồi, ok cô chú bác anh chị em, video hôm nay nói về một cái chủ đề nó cũng hơi gọi là nói là nhạy cảm đi ha, bởi vì mình đâu có quyền gì mà mình phán xét hay là mình gọi là đánh giá đâu, mình thật sự là chỉ là người dùng, và có chăng là mình chơi xe, mình phá xe này nọ các kiểu rồi các bạn. Thế nên là nếu mà các bạn mà tin vào lời Hưng 100% thì đó là cái điều hoàn toàn chưa chính xác, chưa xác thực. Còn rất nhiều anh em YouTube khác có thể làm đánh giá về Gia-Đia và VinFast, họ có cái góc nhìn khác, thì cô chú anh chị em có thể tham khảo cái góc nhìn đó và đối chứng với góc nhìn của Hưng để có cái quan điểm cho riêng mình nha. Cái quan điểm của Hưng không phải nói lên tất cả đâu. Còn bây giờ thì Hưng sẽ nói về xe VinFast đây và Gia-Đia. Xét về góc độ người kinh doanh đi, là người kinh doanh đi, thì hiện tại nha, chứ Hưng không nói tương lai nha, hiện tại Gia-Đia hôm nay là ngày 20 mấy rồi đó nha, 20 mấy gần cuối tháng 9 rồi, Gia-Đia đang là một cái công ty được lòng những cái đại lý phân phối lẻ nhất đó. Còn VinFast thì ở thành phố Hồ Chí Minh nha, VinFast đang mất dần cái gọi là sự ủng hộ của các đại lý tư nhân phân phối xe lẻ. Cái đó là do chính sách thôi các bạn, do cái người lãnh đạo thôi, thì không biết chính sách như thế nào. Dạo này VinFast có nhiều chính sách hơi bất cập và khiến cho đại lý khó sống khó bán, thế nên là đối với cái tư cách là cái người buôn bán kinh doanh xe phân phối xe thì VinFast mất điểm. Gia-Đia cực kỳ chiều chuộng cái người phân phối xe luôn, hỗ trợ rất là nhiều, và nói chung là hiện tại rất là nhiều cái đại lý tư nhân đang đổ tiền lớn vào để phối hợp tác phân phối xe Gia-Đia, và đó là cái điểm cộng của Gia-Đia với tư cách là cái người phân phối xe ha. Ok, tiếp theo. Ok, chắc không cần phải đổi góc đâu, bởi vì kênh của Hưng không có nhiều góc nhìn đâu, mà nó chỉ có thông tin thôi, và cái mặt của ông Hưng thôi. Và tiếp theo là nói về cái tư cách là một cái người thợ đi, để Hưng tắt cái quạt để cho nó đỡ ồn. Quạt ơi, cho em xin 5 phút nha.
Rồi, với tư cách là một người thợ làm xe, một người đã từng mở xe, xem cái kết cấu bên trong xe rất là nhiều ha, tư cách một người thợ đi, thì đối với tụi mình VinFast có điểm hơn nha các bạn. Thứ nhất, cái chất xe của họ sau rất nhiều năm sử dụng vẫn giữ nguyên cái chất đó. Nói chính xác hơn là phần dàn nhựa. Riêng cái phần dàn nhựa của VinFast các bạn có thể tháo ra tháo vô, 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 tháo ra tháo vô rất là nhiều lần ha. Mà nó vẫn giữ được cái ngàm rất là tốt ha, nếu thợ tháo đúng kỹ thuật. Và rất dễ cho thợ để tháo những cái dàn nhựa VinFast bởi vì thiết kế rất là khoa học. Jadier có dàn nhựa thiết kế cũng rất khoa học, thậm chí dàn nhựa của Jadier đẹp hơn. Nhưng không thiết kế khoa học bằng VinFast, và có một vài điểm trên cái dàn nhựa của Jadier là không phù hợp để cho cái việc tháo ra tháo vô nhiều lần, nó sẽ trở nên kém các bạn, kém kết nối, kém trong những cái lần tháo sau ha. Về phần dàn nhựa và phần kết cấu này nọ đồ thì VinFast có phần ổn hơn, gọi là thợ sẽ thích mở xe VinFast hơn là xe Jadier nha. Rồi, tiếp theo là về phần khung sườn. Đó, như các bạn cũng thấy đây, khung sườn thì nhìn bên ngoài hai xe là giống nhau, nói chung là kết cấu khung sườn tương tự nhau. Nhưng mà về cái chất xe bên trong đó các bạn, khung sườn để chịu tải nặng qua những cái bài test bự, những bài test mà nói sao ta, ví dụ như xe này đi, hãng cho đi được khoảng 60-80 cây, nhưng thực sự cái khung sườn nó có thể chịu cho anh em nâng cấp lên được 100 km/h vẫn chạy được nha, 120 vẫn chạy được ha. Đó, cái khung sườn và cái gấp của nó này nọ đồ các kiểu nó rất là chất hơn nha các bạn. Riêng cái khung sườn xe này hãng cho đi 65 km thì các bạn có thể lên, nhưng mà lên không quá nhiều nha các bạn. Và cái gấp sau của xe Jadier thì nó nói chung là một vài xe nó cũng không có phù hợp cho cái việc nâng cấp mạnh, mà anh em nâng cấp xe Jadier thường thường phải thay gấp luôn các bạn ha. Và đó là cái chất xe và cái chất của khung sườn thì VinFast vẫn là có một cái gì đó, nó có một cái chiều sâu hơn các bạn ha. Đó là cái quan điểm cá nhân của những cái người mở xe hoặc những người làm xe như thân ha. Rồi, rồi ok cô chú bác anh chị em. Và tiếp theo là đối với một người dùng đi, hồi nãy là Hưng là từ đối tác nè, phân phối nè, xong rồi tới chuyển thành người thợ, giờ là người dùng ha, quan điểm là người dùng đi. Ví dụ như một chiếc xe của Hưng hư ha, một chiếc xe Hưng hư thì sao ta, Hưng sẽ được gia đi bảo hành khả năng một vài khả năng cao là nhanh hơn VinFast nha các bạn. Nhanh hơn VinFast, mặc dù đại lý của VinFast hiện tại đang trải rộng khắp, nhưng mà không biết vì lý do gì, cái cách vận hành như thế nào hay là cái quy trình như thế nào thì VinFast đôi khi vẫn không được lòng khách hàng bằng Jadier ha. Và cái quy trình đổi trả bảo hành rất là phức tạp luôn các bạn ha. Nó khiến cho đại lý rất là mệt mỏi, thậm chí khách hàng còn mệt mỏi hơn gấp nhiều lần. Thì cái này là quan điểm cá nhân Hưng quan sát thấy như vậy. Thực tế cô chú bác anh chị em, người sử dụng thực tế xe VinFast, nếu mà thấy giống Hưng thì hãy comment bên dưới ha. Còn nếu thấy khác Hưng hãy comment để cho Hưng biết là những cái người nào mà đã được bảo hành nhanh. Thật sự cũng có rất nhiều trường hợp VinFast được bảo hành tận nhà nhanh, rất chu đáo nha. Nhưng đa phần vẫn có các cô chú bác anh chị em than phiền về cái dịch vụ bảo hành của VinFast ha. Còn bây giờ đi thì Hưng thấy là bữa giờ thì phân phối cũng chưa nhiều đâu các bạn, nên mình đánh giá thì nó hơi gọi là khập khiễng chút xíu. Nhưng hiện tại cho đến bây giờ nha, tất cả những cái dòng xe Jadier có hư linh kiện gì đều được đổi trả ok lắm nha các bạn, rất là ok ha. Đó là một phần cũng nhờ vào cái chính sách của bên Hưng nữa. Có nghĩa là khi khách, ví dụ như chiếc xe này khách bị đụng xe hư bể cái đèn kiến trước, thì Hưng sẽ lấy xe trưng bày Hưng thay luôn cho khách luôn các bạn, không để khách chờ. Còn cái việc đồ hư của Hưng sẽ phải làm lại giấy tờ với hãng sau để lấy lại sau. Hoặc là những cái trường hợp khác, nói chung là hư linh kiện gì thì tụi Hưng sẽ tự lấy chi tiết của linh kiện đó trên những chiếc xe trưng bày có sẵn sẽ thay cho khách, không để khách phải đợi tại chờ nha các bạn ha. Và đây là cái bí kíp mà những cái anh mà làm xe lâu năm hướng dẫn lại cho mình, để mục đích tạo cái sự thoải mái nhất cho khách hàng. Mình hy vọng VinFast cũng làm được điều như vậy tương tự nha. Tại vì thay linh kiện nhựa này nọ chờ đợi thì thật sự nó rất là bất cập ha.
rất là bất cập, không có hợp lý chút nào. Rồi thì đó là cái sự khác biệt trong cái việc mà người khách hàng đi bảo hành bảo trì của VinFast so với Jardia ha. Ok. Ok các bạn, và thì cái góc nhìn cuối cùng với tư cách là một cái người sử dụng xe điện cũng một vài năm các bạn, tụi mình hơn có nhìn qua quan sát cái bước phát triển của nhiều hãng xe. Thì hiện tại VinFast có cái đầu tư rất là có chiều sâu, phân khúc thì trải rộng nha các bạn. Phân khúc hiện tại của VinFast trải rộng từ xe giá rẻ học sinh cho đến xe đắt tiền như flagship VinFast Theon nha các bạn ha. Và khi làm trong VinFast á, Hưng cũng có nhiều cái dịp may để Hưng truy cập vào được cái hệ thống bên trong VinFast, mặc dù nó bảo mật rất là cao nhưng mà cũng có một vài lần Hưng có cơ hội truy cập. Cái đó là có người giúp ha, có người giúp cái này để coi thôi nha, chứ không Hưng không hát cái gì nha, để coi cái những chi tiết linh kiện bên trong ha. Thì Hưng thấy là cái mức đầu tư mà có chiều sâu của VinFast là rất sâu nha các bạn, siêu sâu luôn, và linh kiện đồ đạc mọi thứ rất là ổn nha. Chỉ có cái là Hưng nghĩ là cái nguồn cung cấp vật tư hiện tại trên thế giới nó bất ổn. Ok, họ đã phải rất cố gắng các bạn ha. VinFast trong những năm nay họ phát triển rất là thần tốc và họ đã phải rất cố gắng. Nếu mà so sánh về sự tích thánh giống thì VinFast nó còn hơn cả thánh giống nữa các bạn. Thật sự thánh giống phiên bản gọi là Hackspeed chứ không phải là giống phiên bản thường nha các bạn. Nên cái sự nỗ lực của VinFast phát triển quá tốt các bạn, mình không có, đối với tư cách là một cái người Việt Nam thì mình rất là hy vọng VinFast phát triển ha. Nếu mà bây giờ so sánh tổng quan lại thì Hưng vẫn thích xe VinFast hơn. Hưng vẫn thích xe VinFast với những cái giá tốt, những cái chính sách hậu mãi tốt hơn, và những cái gọi là bảo hành bảo trì này nọ sau này cái quy trình nó sẽ đơn giản hóa lại ha. Thì hy vọng sẽ có một cái người lãnh đạo cái mảng xe máy điện tốt, giúp cho VinFast có thể thay da đổi thịt, giúp cạnh tranh với những cái hãng khác ha trên thị trường. Mặc dù hiện tại VinFast cũng gọi là anh cả đi đầu trong cái ngành xe máy điện tại Việt Nam rồi đó các bạn. Rồi, ok các bạn ha. Thì chốt video lại tại đây. Đây là một video nói về chủ đề cũng khá là nhạy cảm ha. Được lòng hãng này thì mất lòng hãng kia. Hưng thì không có định hướng về cái việc mà được lòng hãng nào cả. Nghĩ sao thì mình nói vậy thôi. Cái đó là cái quan điểm cá nhân trong cái quá trình mình quan sát, phân tích, đúc kết ha. Còn rất là nhiều anh chị khác sẽ có những cái ý kiến khác. Riêng Hưng thì Hưng thấy là VinFast thì đó là một cái hãng xe rất là chất lượng ha, hãng xe chất lượng. Còn Jardia thì hiện tại họ đang định hình phân phối những cái mẫu sản phẩm phân khúc giá từ tầm trung xuống giá rẻ thôi các bạn, chưa có những cái mẫu xe thật sự mà khẳng định được chất lượng đẳng cấp của họ ha. Nhưng mà trong tương lai nha các bạn, họ đã có những cái mẫu xe thật sự rất chất lượng chuẩn bị ra đời. Và nếu nha các bạn, VinFast không bắt kịp, không thay đổi kịp với lại những cái chính sách tốt mà Jardia đang làm, thì Hưng nghĩ là khả năng VinFast cũng có khả năng cao thua ngay trên sân nhà luôn nha các bạn, thua ngay trên đất nước Việt Nam của mình luôn ha. Rồi, tại vì sắp tới là Jardia sẽ có những cái mẫu xe cao cấp, và một cái sức mạnh của Jardia mà thật sự mình quan sát thấy mình cũng rất là bất ngờ luôn, đó là mình có thể tóm gọn trong một câu là hôm nay họ nghĩ ra một mẫu xe mới thì tuần sau họ có thể ra mẫu xe mới. Đó là cái sức mạnh của cái đội ngũ supplier và sức mạnh chủ động về công nghệ, từng chi tiết trong một chiếc xe họ chủ động rất là cao ha các bạn ha. Rồi ok, thì chính vì sự chủ động đó nó tạo nên cái sức mạnh mà gọi là biến chuyển khôn lường của họ. Rất là nhiều mẫu sản phẩm tiếp cận khách hàng có thể rất là nhanh chóng ha. Đó, cái đội ngũ supplier của Jardia là không thể gọi là xem thường, và cái triết lý kinh doanh của họ không thể xem thường nha các bạn nha. Còn triết lý kinh doanh của VinFast thì cho đến bây giờ mình vẫn chưa đọc được luôn đó các bạn, mình không hiểu, mình là người nào nhưng mình không hiểu được là VinFast đang định hướng kiểu gì như thế nào hai các bạn ha. Rồi cái đó cũng là chắc là cái quân cờ bí mật của họ thôi. Thôi cô chú bác anh chị em cảm ơn đã dành 50 phút ngồi đây nghe Hưng tâm sự về một cái chủ đề cũng khá là thú vị ha. Còn cô chú bác anh chị em có cái chủ đề nào mà nó nhạy cảm hơn nữa không, comment bên dưới video cho Hưng biết nha. Rồi Hưng, nếu mà Hưng có kiến thức về vấn đề đó thì Hưng sẽ làm video clip để phục vụ cô chú bác anh chị em. Ai chưa nhấn đăng ký kênh hoặc là nhấn like để cho Hưng biết
cô chú bác anh chị em đang vẫn theo dõi Hưng thì hãy nhấn like và đăng ký kênh nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại cô chú bác anh chị em trong những video tiếp theo.